Tôi tên là Hàn Phi, không thích nói chuyện với người khác, tốt nhất là đừng chọc tôi, nếu không thì tôi đánh người rất đau. Các bạn đều khinh bỉ mà bật cười, nhưng sau khi tan học, Hàn Phi đã xử lý luôn tên đại ca ở trường. Cô bước đến sân vận động cực ngầu. Mã Thắn Đạo, em gái mới đến mà đã bị ánh mắt của mình mê hoặc rồi sao? Hàn Phi cười tà ác đi đến trước mặt Mã Tuấn Đào, nhắm mắt lại đi. Tên kim ngượng ngùng nói như vậy không hay lắm, nhưng vẫn cứ nhắm mắt lại, chu mỏ lên đầy mong đợi. Nhưng cô đột nhiên ngồi xuống, một phát kéo tụt quần tên kia. Các bạn xung quanh đều kinh ngạc, còn Mã Tuấn Đào kia chỉ có thể vội vàng mặc quần lại rồi chuồn. Còn Hàn Phi làm như vậy là vì cậu bạn đeo kính này. Cậu tên là Ngô Cảnh Hạo, tuy làm chức lớp trưởng nhưng lại là một người nhút nhát, mỗi ngày đều bị Mã Tuấn Đào bắt nạt, còn phải làm bài tập cho bọn chúng. Và càng quá đáng hơn là Mã Tuấn Đào đã lột sạch quần áo, khiến cho Ngô Cảnh Hạo xấu mặt trước các bạn. Nhưng cho dù như vậy thì cậu vẫn không phản kháng mà lại chọn cách nhảy lầu. Nhưng vừa hay bị Hàn Phi ở trên đó nhìn thấy. Hôm nay mình sẽ khiến tên đó còn mất mặt hơn cậu. Thế nên mới có cảnh vừa rồi, Ngô Cảnh Hạo cũng vì vậy mà trở nên ngưỡng mộ Hàn Phi. Nhưng Mã Tuấn Đào lại không định tha cho Hàn Phi, tên đó ép Ngô Cảnh Hạo phải thả bóng nước vào Hàn Phi. Ngô Cảnh Hạo do dự một hồi cuối cùng vẫn ném xuống, trúng ngay vào đầu Hàn Phi. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Lớp trưởng của chúng ta sợ cậu nóng nên đã làm cho cậu ít nước cho mắt người. Cô tuy tức giận nhưng cũng không nói nhiều. Ngô Cảnh Hạo vội vàng chạy đi ngăn Hàn Phi lại, nhưng cô chỉ nói có một câu: đồ ngốc. Sau đó bỏ đi không buồn quay đầu lại. Sau đó Hàn Phi cũng không đến trường nữa. Không lâu sau đó có một tin xuất hiện: Hàn Phi chết rồi. Nghe được tin này, Ngô Cảnh Hạo đã suy sụp rồi. Sau đó cậu chỉ đành phát tiết những phẫn uất và không cam tâm lên trên giấy, nhưng đã chẳng thế nào cứu vãn. Hàn Phi cũng đã trở thành tâm bệnh nhiều năm của Ngô Cảnh Hạo. Cậu đã quỳ xuống xin lỗi Mã Tuấn Đào: rất xin lỗi. Nhưng đúng lúc Mã Tuấn Đào đang đắc ý, cậu lại đột nhiên kéo quần của cậu ta xuống. Mã Tuấn Đào cảm thấy bên dưới mát rượi, sau khi phản ứng lại muốn đuổi theo nhưng lại quỳ xuống đất. Các nữ sinh xấu hổ thi nhau che mắt, tay chân hoảng loạn mà mặc quần rồi chạy. Nhưng Mã Tuấn Đào ngày hôm sau đã đến kiếm trượng. Làm bài tập toán chưa? Ngô Cảnh Hạo lại nói sau này mình sẽ không làm hộ cậu nữa. Mày nói cái gì cơ, nghe không hiểu à? Người đầu bị úng nước đúng là nghe không hiểu tiếng người. Cậu đó nhìn thì cũng coi là giống con người, tứ chi cũng được lắp đúng vị trí, lành lặn khỏe mạnh, vì sao không thể tự làm bài tập? Cậu là do chân tay không hài hòa hay là đầu óc không nặn ra nổi một tí chất xám? Sau một hồi xả giận nói đến mức Mã Tuấn Đào sắp bay cả mộc, cậu ta đành phải nhường đường. Mã Tuấn Đào và các bạn đều ngây người, hôm qua vẫn còn là tên hèn nhát đánh không biết đáp trả, sao hôm nay đột nhiên lại mạnh mẽ vậy? Hóa ra anh là người xuyên không từ 10 năm trước đến, bởi vì bước vào cánh cửa ánh sáng, buổi sáng tỉnh dậy đã thấy mình về quá khứ. Anh nhìn vào bản thân đang đeo kính, kinh ngạc mà hét lên. Anh vội vàng nhìn vào cuốn lịch, tháng 3 năm 2009, anh không dám tin, lại cướp tờ giấy của chị gái, vẫn là tháng 3 năm 2009. Anh cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ, nhưng vẫn cứ mặc đồng phục đi học. Vừa ra đến cổng đã nhìn thấy Mã Tuấn Đào lôi kéo bạn nữ, anh liền lao lên trước, bởi vì anh luôn yêu thầm cô gái này. Mã Tuấn Đào nhìn thấy người đã đi rồi, liền xoay người đi tìm cục gạch. Ngô Cảnh Hạo thấy vậy vội xoay người bỏ chạy, chạy vào phòng bảo vệ rồi khóa cửa lại. Mã Tuấn Đào tức giận mà lao lên định kéo cửa, chỉ thấy ông cụ bảo vệ tức giận cầm chổi lên. Có đi không? Tôi nói cho cậu, ông của cậu vẫn là ông cậu. Cậu có biết không, cái thằng nhóc này đi sang một bên chơi. Mã Tuấn Đào tuy không dám nói gì nữa, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ đứng canh cửa đến tận trời tối. Nhưng Ngô Cảnh Hạo và ông cụ lại bắt đầu ăn mì. Cái này thơm quá thật. Cứ một đôi nam nữ cùng nhau tập gập bụng, nhưng ngay sau đó bạn học đi qua đã lập tức chụp được ảnh. Hàn Phi vội vàng tránh đi. Cậu lùi ra sau một chút, sau đó lại ngượng ngùng mà tiếp tục. Sau khi tan làm, bạn học đã đưa ảnh cho mọi người xem. Cậu chụp vào lúc nào vậy, ngọt ngào quá. Nhưng Hàn Phi vừa hay đi ngang qua, bạn học vội cất điện thoại lại, truyền qua truyền lại không cho cô xem. Thầy giáo đi tới mới ngăn được bọn họ lại. Sau khi tan học, Hàn Phi bực bội mà nghịch điện thoại, nhưng Ngô Cảnh Hạo lại đến cướp lấy nó. Hàn Phi thấy thế thì muốn đòi lại, nhưng chân lại bị trượt. Hàn Phi ngã đè lên người của Ngô Cảnh Hạo. Các bạn đều bị âm thanh này thu hút mà thi nhau đứng dậy. Hai người ngượng ngùng mà nhìn đối phương. Các bạn thấy vậy thì thi nhau ồ lên. Hàn Phi ngượng ngùng mà lấy sách che đầu. Nhưng Ngô Cảnh Hạo trong lòng lại vui như hoa nở, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hôm đó, đến ngày Hàn Phi trực nhật, lớp trưởng nhắc nhở cô đi lau bảng, Ngô Cảnh Hạo lại chủ động đi lên giúp cô lau, thu hút sự chú ý khiến các bạn lại một phen trầm trồ. Hàn Phi bảo Ngô Cảnh Hạo nhanh chóng giải thích, nhưng chuyện này cứ cố quá thành quá cố. Các bạn ơi, mình và Hàn Phi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cô ấy không thích mình. Các bạn lúc này càng ồ lên to hơn. Hàn Phi tức giận mà kéo bàn của mình lùi ra sau, nhưng thầy giáo lại đến giúp một tay. Hàn Phi sao lại ngồi lùi tít ra sau thế, xếp lại bàn ghế bằng với chỗ của Ngô Cảnh Hạo đi, đúng đấy, bằng nhau đi.
trật tự đi, lên lớp rồi. Ngày xưa đi học lớp bạn có cặp đôi nào được các bạn thi nhau đẩy thuyền không?